chú mùa sẽ tặng một phần quà đặc biệt cho bạn đó. Rồi con chào khán giả đi con, cuối đầu chào. Rồi trước khi biểu diễn, con năm nay mấy tuổi? Dạ con 6 tuổi. Con tên là? Trang Thôi. Con có biết con là sinh năm con gì không? Con gà hay con vịt? Dạ con mèo. Con mèo, sinh năm con mèo. Rồi xin mời con mèo đến sân khấu biểu diễn. Cho một chào vỗ tay thì to ạ. Rồi con, chú Bùi tặng cho con phần quà là rất là to. Đâu rồi? Nhiều quá. Con nào cũng được hả? Thôi cho cái này đi. Đó. Cứ hú to là có quà rồi. Hồi nữa bà Thi và Diễn sẽ. Rồi tặng một phần quà cho con. Rồi lát, trời đất ơi. Cầm, rồi tặng con phần quà. Xin mời cho một chào vỗ tay thật to. Rồi bắt đầu đi con.